cái tấm tôi nó linh tính chỗ nào tôi nghĩ tôi biết. Tôi đi với ông bạn, bạn già năm nay cũng chết rồi, năm nay cũng tư sửu, năm nay cái như 84 tuổi. Dạ. Mà ông chết rồi. Hai anh em đi, mấy anh em mới đi đi lại nhà thì phút cỡ khoảng mấy trăm mét rồi có cái nhà của ông bạn đi chơi. Rồi đó nó cứ thế còn tổ chức mà bị gì đám cưới ngày xưa mình đi bản thân mà. Đi lên tới đi nhà đó mình ăn uống ngủ đêm. Thì sáng giữ đám cưới rồi mới về. Thì hai anh em mới đi, tôi đi ổng thì ổng nhỏ con đụng nó tôi đứng tới dây à. Tại nhỏ con mà. Ông đi chậm hơn tôi đi hơi lẹ lẹ cái rồi tôi đi tôi dòm lại tôi đi tôi thấy tôi tụt trùng mình ba cái tôi nói có chuyện gì mà tôi đứng lại tôi nói anh Tám anh đi lẹ lẹ vậy đi chậm đợi tôi chú ơi. Thì ông nói đợi tôi chút, nó nói cho tụi mình tôi kỳ cục quá chú, thì nó bẻ cổ không đâu gì tôi mới kè ông gì tới còn trăm mét nó tới đám cưới đó. Tôi mới xin trời thượng cho mới dừng đủ đám cưới thiếu gì xin nửa đi đủ rồi hỏi gì tôi nói cái gì tôi kể ta thì hỏi chi vậy là tôi nói anh ngồi đi ngồi cho tôi phát rồi cái tôi rút anh ba cái rồi hết rồi ai cũng hỏi tôi cứ làm gì tôi nói thì anh Tám này anh bị con quỷ đó nó bẻ cơ tôi mới hỏi thăm tôi nói từ từ chủ nhà ở đây anh có hồi đó tới giờ có cái hiện tượng gì ở đây không. Mình muốn hỏi gì thì mình tâm linh, ông nói hỏi cái chỗ này có con quỷ nó lớn lắm, nó thường thường nó nhát người ta hoài. Tôi nói anh Tám anh bị bẻ cổ đó, anh bị nó bẻ cổ đó. Mà tôi ở đây tôi gì rồi tôi làm bánh dầu rồi tôi làm mà tôi rút ông lắc lên hết rồi. Rồi anh làm gì tôi nói ở đây gì tôi rồi tôi có học được cũng mới mà bên mà khoa học người bí tôi nói khoa học người bí tức là bùa lỗ ban đó. Rồi tôi dùng bùa lỗ băng là tôi phán cho ảnh là tôi thổi nó hết rồi. Tôi có một lần nữa là tôi cái đạo bùa đó tôi quên thì nó có sử dụng. Dạ. Đạo bùa tróc quỷ đó. Tôi ngủ bùa rồi đêm đó tôi thấy cái tụi dưới sông quan hồn ngũ tử đó mình làm nhiều quá nó ghét mình. Cái quan hồn chú Bảy cũng như là vớt nhiều quan hồn hoặc là chị nhiều ma quỷ. Nó quán, ghét là chú Bảy. Nó quán là bắt đầu đêm đó kể như mình nằm cái điện chim bao đi. Dạ. Tôi thấy ở dưới nó nhảy lên. Mà tôi cầm một cái cây cao khoảng ba dây một sơ một trái cái cây gọi là để đi dành làm cái đòn để mà xỏ lên mà gác cái trời đó. Tôi la tôi quánh. À, nhà này tôi quánh cho nên là nó dằn dưới sông lớp quánh tôi quánh cho nên là bắt đầu quánh giết nó mệt. Bị gì nó hằng hà xa số vậy. Tôi nghe dần dần ở trên có một người nói sao trò sao con không dùng cái bùa sát quỷ nhớ lại thì bùa sát quỷ xuôi ba vòng gạch ba vòng quánh rồi bắt đầu vẽ ra rồi đó là tôi đúng một cái nó rạp một cái nó té một cái chết mình rồi nó giật mình tức gì là cao được cái trần bộ lã tôi quánh nó mệt cỡ đó vậy đó là tôi mới nhớ lại cái bùa sát quỷ đó bùa sát quỷ đó là tôi ít có xài nữa để dành nó để mà chữa mấy quỷ đó thôi bởi vì tôi đâu có sợ nó đâu. Dạ. Nó là tôi quấn cái này, tôi nói nếu mà người ta quỷ tôi quấn ra tiêu ra trò bụi chứ tôi quấn cái bùa đó cái bùa quấn ra trò tiêu ra trò bụi chứ không phải gì hồi đó ông thầy tôi nói mày quấn cái bùa này để mà giữ thân cũng hộ thân cũng cái miếng của mình đó mà. Dạ. Nhưng mình không có hại ai mình là phước thôi à không có hại ai thôi. Con thì con hậu bối con sau này con nghe nói lúc trước thời xưa trước giải phóng cũng như trở về trước á thì có nhiều ma quỷ mần thần quỷ xuất hiện cái hình ngoài quỷ nó nhát mình ra nó còn hại mình cái gì nữa không chú Bảy có hại mình chết hay là hại mình có việc gì nếu khác không mấy con quỷ đó mà nếu mà mình nó quánh cho mình nó hóp hồn mình á dạ. Rồi mình con người mình nói thường thường ở trong cái ba hồn chính kia mà mình bị hóp một hồn rồi là mình nhiều mình đau dạ. Mình đau tức là một thời gian ra tôi nói cái câu chuyện trước đó, chết tức là cái tinh khí thần nó hết rồi à. Bởi vì tại sao mà ba hồn của chính chiến tôi có tìm họ theo tôi đó cái hồn thứ nhất á là cái hồn khôn của mình là có một hồn yeah. Còn cái hồn mà giữ xác nữa tôi đã nói ngày xưa tôi biết cái dãy hồn thứ đó
cái hồn giữ sắc rồi nào tác giả cái hồn nó mới đi, nó ba hồn chứ dí dạy mình đó, tao nói ba hồn chính dí là nói vậy đó, con người ba cái hồn, ai cũng có cái ba cái hồn, con người mình ai cũng có ba cái hồn, ba hồn chính dí đó, tao nói cái đó, nhưng mà mình tìm tòi cho mình nghiên cứu đi, chắc có lẽ nó có gì, bởi vì nhiều cái câu chuyện nó hay lắm. Vậy là quỷ ngoài nó nhát mình thì nó còn bắt hồn mình nữa. Nhưng mà con quỷ đó nếu mà nó lặng quá sau này bị trời quánh. Nó quánh là chỗ nào mà có đường bu là con quỷ nó chết. Nó quánh trời quánh mà cái mà chỗ nào không thấy quánh được cái tay tát gì đó mà đùi bu chỗ đó là con đó bị tiêu diệt. Vậy là bị sét đánh cái cây nào đó mà có gùi bu thì mới đó là đánh quỷ. Con quỷ nó chết rồi. Bởi vì ở đây tôi biết là cái thời gian này Đức ở đây có con ma, con quỷ mà có đàn bà. Dạ. Bởi vì điều đó năm 1968 lên đó, thì ở dưới miệt Ca Lậy Kẻ Bè lên đó, cắt cái chân cái chỗ góc nhà đó. Họ tức là ma đêm nào cũng có bị mẹ đàn bà nhiều leo lên mình ổng bóp cổ ổng được. Dạ. Cái ổng mới qua ổng mượn cha tôi ổng mới cho nhà nó qua đây ngủ với ông mà tôi ngủ rồi tôi nói thiệt tôi không có sợ gì đó, dù đó sợ chứ nó lớn rồi. Lúc đó tôi có khoảng năm 1968 cũng có khoảng 17 tuổi rồi. Dạ. Năm 1963 tôi 11 tuổi rồi, có 15, 16 tuổi rồi. Lúc đó tôi đã học năm 1963 học lớp nhì lớp nhất đó, thì đó. Sau này chứ sao mà có một lần đó cái súng rắn mà nó lớn nó quánh thét nha, nó quánh cây nó chết, quánh là cây chết thì là có đường đu là tôi ghi tôi nói thôi, cái gì mà nói người ta đâu có tin, chỉ mình biết thì thôi. Mà con quỷ nó mất luôn tâm về, con quỷ nó lỏng quá lỏng, chú nên nhớ rằng hồi đó ta nói giúp cô cái mà ví dụ tổ cô lãnh cô mà ai có nói có bao giờ nói giùm chú giùm bác đâu có đâu, đó là giùm cô giống cô, giống dạ. Tổ cô lãnh cô tức là bà cô với cô ruột mình tức là lãnh cô, còn dạ. Mình kêu bằng bà coi là tổ cô đó, còn cái chú bác người ta cái trường đàn ông ta cao tuổi lắm, người ta không hồi đó giờ thấy đó, cái người lên xuống xuống không có gì, cái chú bác là không có đâu, dạ. Người ta không có mà gì này nọ, có mấy cái bà đó rồi cái tánh đó mới gì sắp nhập để mà lên trên lên xuống xuống, mà cũng tôi nói chú là cái ông con cái lên xuống xuống này cũng có cái hay mà cũng có cái dở, yeah. Những người mà gì lên xuống xuống phiên con phiên cháu làm lành giữ tu hiền làm chân chánh, yeah. Còn những người cái câu bà mà gì mà đòi cúng gà cúng vịt là tà chánh, yeah. Tà cho mình thôi, yeah. Cái gì tôi nói giàu tiên phàm ma quỷ súc sanh, dạ. Cứ nhất tâm tín ngưỡng phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thác mê đồ giúp cùng luân hồi, dạ. Ma quỷ súc sanh nó tu cũng được thành Phật hết, dạ. Mình nói thì cái triệt vô đi cái bên Phật đi, quỷ ma do mình, Phật tiên do mình thôi, dạ. Tôi nói gì chú đấm mày, dạ. Chú làm chú con người chú mà không theo tôn giáo, dạ. Ví dụ nhưng mà chú làm tất cả những việc làm lành chỉ lành là tu chứ gì, lành là tu là ờ đó chứ đâu phải nó đi để cúng lại, dạ. Tu đó là mình đâu có bị mà bị cái đường đó đâu, dạ. Đường cháu nẻo đường hồi đâu, tôi nói ở đời tôi cái sự tu theo chữ Hán văn tu là sửa, tu kiều bồi lộ tức sửa cầu đắp lộ, dạ. Nhưng mà cái chữ tu bên ở bên trong cái Phật thì còn có cái nghĩa là sửa mà còn trao dồi nữa, dạ, sửa tâm tánh của mình trao dồi tao dồi nữa, còn cái tu kiều tức là sửa cầu là bình thường thôi, dạ. Đó đó là nói cái Phật pháp là nó khác, dạ. Mà nói chung trên đời tôi nói chung bất cứ cái đạo nào cũng được, trong cái đất nước Việt Nam mình có thứ nhất là cái đạo Phật giáo đi, dạ. Phật giáo ngày xưa Phật giáo thống nhất nhưng bây giờ không có dùng cái chữ thống nhất, Phật giáo Việt Nam nói chung các vị ở chùa chiền tu theo cái diện mối của Đức Thích Ca Mâu Ni gọi là Phật giáo, còn ở đây cái tôn giáo Phật giáo họ chỉ một nhóm nhỏ trong cái miền Tây Nam Việt này thôi, nó không có bành trướng qua miền Trung miền Bắc, dạ. Tôi đã có rồi đó. Gọi là ông giáo chủ Đức Thầy ông có duyên với trong cái tín đồ của ở trong miền Tây này thôi, dạ. Hoặc là ông theo bên Cao Đài
hay hoặc là bên đạo Thiên Chúa tức là Công giáo, hay hoặc là Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tứ Ân Bửu Sơn Thiện Hương. Mà nếu ông theo cái đạo đó, ông làm đúng theo cái chân trình đắc đạo. Chứ nói ông đừng có nói ông đạo đạo hay người ta không có đâu. Cái đạo nào cũng vậy. Đó là cũng có cái hay đó. Cũng hay của cái đạo đó. Dạ. Còn mình ăn do mình làm. Dạ. Bởi vì ông Đức Thầy ông có làm gian ác, là quỷ, là ma. Dạ. Mà làm chân chánh là tiên là Phật. Dạ. Quỷ ma vô mình, tiên Phật vô mình. Dạ đúng rồi. Có gì phải không? Tôi nói là đó là dạ. Tôi nhắc lại mấy câu chúc tôi xin thôi. Dạ. Rồi hơn cảm ơn chú Bảy nhiều nữa. Chú Bảy cũng chưa nắng rồi, để cho chú Bảy nghỉ ngơi nha. Cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi clip mình nha.